Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm video để mà báo giá các dòng xe mới nhất nhập khẩu cũng như là chính hãng vào cuối năm 2020 này nha. Xem có gì đặc biệt nha. Ai chưa subscribe thì nhớ subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Dòng xe đầu tiên mình muốn nhắc đến đó là Honda Winner X, phiên bản màu xanh mới 2020. Nhìn rất là bóng bẩy và sắc nét. Ở phiên bản này thì chỉ thay đổi màu sắc và không có ABS nên giá rất là hợp lý nha các bạn. Chỉ có là 39 triệu 900 ngàn cho phiên bản rất đẹp này. Winner X thì sử dụng cái động cơ là một xi lanh DOHC 149cc làm mát bằng dung dịch, kết hợp với hộp số 6 cấp. Trọng lượng của xe nặng khoảng 122kg, nặng hơn Yamaha Exciter 5kg. Dung tích bình xăng là 4,5 lít, tương đối tốt để anh em đi tour. Nhớt của Winner X thì rất đặc biệt cho cái dòng DOHC, đó là 1,1 lít. Nói về công suất của dòng DOHC thì khá là tốt rồi. Còn Winner X thì đạt cái công suất là 15,4 mã lực, khá tốt so với lại Exciter 150 hiện tại. Mình nhắc lại, ở phiên bản Honda Winner X này thì được bán với giá là 39 triệu 900 ngàn, chưa có biển số. Cho các bạn sử dụng ở phiên bản không có ABS, còn phiên bản có ABS thì nó sẽ mắc hơn tầm 3 đến 4 triệu thôi các bạn. Mời các bạn xem lại thiết kế cũng như là cái vẻ đẹp của con Honda Winner X phiên bản mới này thế nào nhé. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Rồi cái dòng xe thứ hai đó là mình muốn nhắc đến, đó là của dòng Kawasaki thuộc phân khúc 250cc nhưng sử dụng cái động cơ 4 máy rất hot khi ra mắt vào cuối năm 2020. Ở phiên bản này thì được trang bị khá cái công nghệ như là phanh ABS, phục upside down của Showa, đèn full LED giống như là Ninja 400, đồng hồ analog kết hợp với lại LCD. ZX25R sẽ có cái hai phiên bản, bao gồm là phiên bản standard là tiêu chuẩn và phiên bản SE, phiên bản cao cấp hơn. Về động cơ thì thông số kỹ thuật cơ bản của ZX25R là cái động cơ DOHC 4 xi lanh. Dung tích của nó là 249cc. Phun xăng điện tử làm mát bằng dung dịch. Ở phiên bản standard thì sẽ không được trang bị một số tính năng công nghệ điện tử như bản SE. Tuy nhiên cái công suất tối đa vẫn được đảm bảo ở mức là 50 mã lực tại 7.500 vòng trên phút. Và moment xoắn là 22,9 Nm tại 7.500 vòng trên phút. Về mặt điện tử thì cả hai phiên bản Standard và phiên bản SE đều được trang bị công nghệ là Kawasaki Traction Control, với 3 chế độ kiểm soát lực kéo cùng với lại một chế độ bật tắt theo ý muốn của người lái. Trọng lượng của ZX25R là khoảng 184kg, khá nhẹ so với các dòng phân khối lớn khác. Dung tích bình xăng rơi vào khoảng là 15 lít cho một cái dòng 250cc. Giá hiện tại cho cái dòng ZX25R phiên bản tiêu chuẩn là 180 triệu. Đã bao gồm VAT mà chưa có phí ra biển số. Còn ở phiên bản SE thì đến nay vẫn chưa có giá cụ thể, và một số đại lý vẫn chưa có hàng để bán cho người tiêu dùng. Anh em có thể ngắm nhìn kể cho dòng Kawasaki này, cũng như là cái vẻ đẹp của nó mang lại sẽ như thế nào nha. Rồi đây là xe chia nè các bạn. Xe chia bản màu xanh. Xe 150 thì xe này
có giá là 53 triệu chưa có biển số này. Có biển số luôn, quan trọng là 60 triệu. 30 triệu ra biển số luôn á. Rẻ rẻ hơn. Trader thì nó chỉ có 49 triệu 900 ngàn thôi. Ê, màu này đẹp quá mấy bạn. Đó. Trader. Ta chia thì đẹp hơn ha. Đó, Trader rất là nhiều luôn, màu đỏ luôn. Thì chỉ có 49 triệu ta chia nó được mấy 18 đồng. Đá ba lực luôn. Ở gần bằng con donut qua luôn á. Vậy tính ra qua chơi xích biết chứ luôn. Ở xích gì mấy luôn á. Đây nó chia rồi mạnh dữ vậy. 18 hay 2 mã lực. Chỉ là khác là nhập khẩu với lại ấy thôi. Thôi, này nhập khẩu thì vô. Nè. Em quay máy nó coi. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Con này giờ còn giá nhiêu ta? Rồi 150. Bảy 3 triệu 650. Bằng bánh luôn hả? Thành phố luôn hả? 73 triệu 500. 600. Thành phố. Rồi 150 hả? Con này đâu có ABS đâu. Ủa bản này đâu có ABS. Bản này bản cái gì nào? Không, bạn mới nó có ABS mà. Ờ, mới là nhập tư, nhập một con nó 73 triệu 500. Là có biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn các bạn. Trader 1. Mình nhầm nha, này là Suzuki R150. Trên đường Kha Vạn Cân các bạn. Đó, xe rất là nhiều luôn, anh em có thể là vô xem xe và mua nha. Công viên đây nhiệt tình và bảo dưỡng cũng rất là tận tình á. Anh em thử qua trải nghiệm thử.